Có người tu niệm danh hiệu Phật A-di-đà, nhưng người này đặc biệt rất ham thích vàng bạc. Anh ta tụng danh hiệu Phật chỉ vì nghe nơi tịnh độ đất toàn bằng vàng. Y hình dung khi được ở nơi đó, mình sẽ có vô số vàng. Ngày nọ, anh ta thấy Phật A-di-đà đến, bảo, hôm nay người vãng sinh cực lạc, hãy lấy vàng, bạc của người đi. Anh ta bèn đến tòa sen của Di Đà, gom lấy 400 đến 500 thỏi vàng. Nhưng vừa mang đến tòa sen của mình, thì tất cả đều biến mất. Ồ, người đó nghĩ, thì ra Phật A-di-đà cũng ham tiền, ông ấy lấy hết vàng của mình rồi. Trong khi đó, những người đến nhà người ấy viếng tang, có một con lừa mới sinh ra đã chết. Mọi người thấy bụng con lừa căng cứng và nặng, khi mổ ra xem thì lạ chưa, vàng bạc từ bụng con lừa đổ ra. Đến lúc ấy mới biết rõ người tu kia lòng tham nặng thế nào, và anh ta cũng đã quyết không rời Đức Di Đà. Khi chết đi, anh ta biến thành con lừa nhỏ. Hẳn nhiên, anh ta biết hình ảnh Di Đà hiện đến kia không phải là thật. Nhiều chuyện lạ như thế, vậy Phật A-di-đà có thật không? Hẳn nhiên là có thật rồi, nhưng vì tri kiến con người lệch lạc, nên không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Trong trường hợp đó, chúng ta phải làm thế nào? Phải hết sức cẩn thận, đừng tham lam. Bất cứ ai có tư tưởng vãng sanh cực lạc để có được vàng sẽ chẳng được gì hết. Mặc dù đất tịnh độ toàn vàng ròng, quý vị cũng chẳng sở hữu cho riêng mình được tí gì. Tu hành là buông bỏ mọi ý tưởng sở hữu. Đoạn kinh này nói về người ăn năm loại rau cây, tri kiến lệch lạc, xa vào tà kiến. Đầu tiên, họ trở thành quyến thuộc của ma vương, sau đó thì đi vào địa ngục. Đoạn lại đi đâu nữa, không ai biết được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.